Nói chung ngày hôm nay là gia đình Trần Đình Trí cũng rất vinh dự được nhận thưởng một cái giải vinh dự như thế này. Nói chung tất cả những cái lời cảm ơn, cái sự động viên của người hâm mộ cũng như ban tổ chức để như là có một Trần Đình Trí được cái giải vinh dự ngày hôm nay, thì là những cái điều đó Thúy đã nói lên trên cái và chương trình, còn gia đình chỉ thay là lúc nãy là một cái vinh dự, rất là một vinh dự đối với ban tổ chức đã dành và người hâm mộ đã dành cho Thúy. Thì đối với Thanh Thúy thì khi mà Thúy lúc còn trẻ thì cũng có một cái sự ngẫu nhiên, nhưng mà cũng là một cái rất là một đam mê đối với cái môn thể thao bóng chuyền. Đấy, qua những cái thời gian mà của tuổi trẻ rồi những cái thời niên thiếu ấy, thì Thúy đã bỏ hết tất cả những để và đi vào cái đường tập luyện để cho mỗi ngày một nâng cao hơn. Thì nói chung là cũng rất chừng mà khó khăn và rất nhiều những cái mà thử thách đối với Thúy, nhưng mà Thúy đã vượt qua. Thì trong cái thi đấu thì Thúy cũng luôn luôn nỗ lực và cũng cùng với gia đình để như là có những sự động viên thường xuyên, và như để cho có một Trần Thị Thúy ngày hôm nay là được thi đấu ở bên Nhật Bản thì cũng là một cái sự cố gắng, một cái sự đam mê và rất nhiệt huyết của Thanh Thúy. Thì thực ra nói là Thúy cũng rất đam mê, Thúy rất là muốn vươn lên như cái chương trình ngày hôm nay, dám đam mê và ván vươn lên để vươn ra ngoài thế giới. Thì Thúy cũng còn đang có những cái dự tính là để có một bước đột phá nào nó tốt hơn nữa, để Thúy đang cố gắng để thực hiện, để làm cho cái sự nghiệp bóng chuyền của Thúy và như là những cái mà ước mơ của Thúy nó thành hiện thực. Thì thứ nhất là bây giờ Thúy thì cũng có hai cái tiết lộ nhỏ nhỏ là bây giờ Thúy cũng thứ nhất là tiếp tục học một con đường văn hóa, và cái thứ hai nữa là có những cái cơ hội mà thực sự để cho tốt thì Thúy có thể ra nước ngoài thi đấu thêm một vài mùa giải nữa và học hỏi được những cái gì ở bên nước ngoài, cái chuyên nghiệp, sự chuyên nghiệp và những cái để về đối với Việt Nam mình có thể như cống hiến trong chuyên ngành thể thao nhiều hơn. Thì hiện tại bây giờ những cái này thì Thúy cũng đang như là có những dự định, nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào nhiều nhiều yếu tố. Thứ nhất là câu lạc bộ nước ngoài, cái hai đơn vị đơn chủ quản, thành thực ra là ở đây thì Thúy cũng rất chừng mà mong muốn được một cái gì đó để cống hiến thêm một vài năm, một vài mùa giải nữa để cho nó có đạt được một cái đỉnh cao nào đó của Thúy.